What's up cả nhà yêu? Tình hình là dạo này thời tiết cũng có chút lạnh lẽo nên là nhiều người sẽ muốn trốn trong chăn để ngủ nướng hơn là đi làm đúng không nè? Vì vậy hãy xem những video thú vị của chúng tôi để có thể tiếp thêm động lực cho ngày mới nào! Ta nói chứ chuyện xui rủi có ai muốn gặp phải đâu quý vị. Nhưng ngộ cái là một khi những câu chuyện khó tình xảy ra ngay bên cạnh mình thì có giải thích đến khản cổ cũng không có mà được chịu tình. Ví dụ như tình huống này đây, tự dưng chẳng ai làm gì á mà cái kênh hàng lại đổ ập xuống làm hết hồn mà. Cho ông bạn này là cửa hàng có cái camera chống trộm vô tình ghi lại được khoảnh khắc kỳ diệu này đó nha. Không mất thì tiền đền cho bà chủ cũng đầu cả cái ví à ngang. Oh no. Coi bộ mấy sự cố khó đỡ cũng xảy ra thường xuyên quá hàng. Chẳng hạn như là tình huống dở khóc dở cười của cậu nhóc này đây. Ta nói hả, sáng sớm bước ra khỏi cửa mà bị một quả tai nạn nhỏ như này là có điểm lắm đây. Thiệt chứ chưa biết đề kiểm tra hôm nay có khoai lắm không, nhưng bị té lăn quay vầy là hơi cay rồi đó nha. Đã thế hả, bé nó còn gặp phải người mẹ vô tình lạnh khóc chỉ biết đứng cười, thì đúng là xua cả na hết chỗ nói luôn à. Nope. Tiếp nối chuyên mục liệt kê một số tình huống khó đỡ ngày hôm nay là câu chuyện ly kỳ kể về một vụ cướp đồ có 102 trên thế giới này đây. Vì sao lại nói như vậy hả? Vì theo lẽ thường, nếu mà người khác đi cướp nhà băng hay là cướp tiền giữa thanh thiên bạch nhật thì họ ít nhất là cũng sẽ chuẩn bị một thứ vũ khí nguy hiểm để khống chế nạn nhân đúng không nào? Còn cái trường hợp của ông nội này thì đồng ý là cũng đang cầm súng ha. Nhưng mà súng đồ chơi thì tự hỏi có tác dụng gì không cơ chứ. Trời ơi, ghê chưa. Thôi anh ơi, cướp mới vào nghề ha, cướp tập sự mà cứ thích tỏ ra là thành phần nguy hiểm mới chịu à. Toss it, lady. I think she hit the femoral artery.